Xin chào các bạn đã quay trở lại với Vyoga. Như bọn mình biết là sẽ có những ngày mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và cơ thể uể oải, chỉ muốn có khi là chỉ muốn nằm nghỉ thôi và không muốn hoạt động gì nữa. Nhưng mà hãy cố gắng lên, chúng mình sẽ hãy dành ra 10 đến 20 phút để tập luyện, để giúp cơ thể cảm nhận là sung sức hơn, khỏe mạnh hơn. Và bây giờ mình trải thảm ra và tập luyện nào. Hai vai mình thả lỏng nhé. Hai cánh tay đưa lên vươn dài, hít vào, kéo căng giãn dài hai bên lưng, với tay sang ngang và thở. Hai cánh tay đưa lên, hít vào, mắt nhìn theo tay nào, với tay sang ngang và thở hạ nào. Hai cánh tay đưa lên, hít, kéo căng giãn hai bên lưng, với tay sang ngang thở hạ. Hai tay vươn lên, hít, thở vươn tay hạ xuống nào. Một lần nữa, hai cánh tay đưa lên cao, vươn hít, với ngang và thở hạ. Hai tay để lên gối, đẩy ngực lên, hít vào, cuộn lưng ra sau, duỗi dài hai cánh tay và thở. Đẩy ngực lên, hít vào, duỗi dài hai cánh tay, cuộn lưng ra sau, thở. Đẩy ngực, hít vào, hóp bụng và thở. Đẩy ngực lên, hít vào, hóp bụng và thở nào. Một lần nữa, đẩy cả ngực lên, hít, hạ hai vai xuống, đẩy cao cổ lên, hóp rút bụng, duỗi dài hai cánh tay và thở. Đẩy lưng lên nào, thả lỏng hai vai, úp hai lòng bàn chân vào. Mình sẽ ngồi ở tư thế cánh bướm, hai tay đan dưới, thả lỏng khớp hàm, nhấp cái đùi nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ giữ nguyên chân bên trái, đưa chân phải gập ra phía sau, tách hai đùi ra và xuôi hai mũi chân, hai tay sang ngang, nghiêng lườn sang bên phải. Hai tay sang ngang, hít, nghiêng lườn sang bên trái nào. Mình để ý là cái mông bên phải của mình sẽ không nhấc. Hai tay ngang, hít, đổi bên, nghiêng phải, thở. Hai cánh tay sang ngang, hít, đổi bên, nghiêng trái, thở. Hai tay ngang, hít, nghiêng lườn sang bên phải, thở. Xuôi vai bên dưới và kéo căng dài tay trái. Sang ngang, hít, đổi bên, nghiêng và thở. Xuôi vai dưới, kéo căng dài tay bên phải. Đẩy ngang, hít, đổi bên, nghiêng và thở, hóp vào. Mở vai và lồng ngực. Đẩy ngang, hít, đổi bên, nghiêng thở và hóp vào, mở vai, lồng ngực. Một lượt nữa, sang ngang nào, hít, đổi bên, kéo căng dài tay bên trái, xuôi vai bên phải, nhướn tay bên trái, hóp bụng và thở. Sang ngang, hít, đổi bên, giữ nguyên mông và đùi, hạ dần tay bên trái, kéo căng dài tay bên phải, hóp bụng và thở. Mở lồng ngực ra, giữ và thở nào. Từ từ đẩy người lên, chuyển hai tay về đằng trước à, quỳ gối ra sau. Gối mình sẽ nên mở rộng bằng hông nhé. Chân bên phải đưa sang ngang thở, xuống, đẩy lên mở ngang thở, xuống, lên thở, xuống nào, đẩy ngang thở, xuống, mở ngang thở, hạ, lên thở, xuống, cố gắng là vai mở, lên thở, xuống, đẩy lên thở, xuống, tách hai đùi trong, lên thở, xuống, một lần cuối, nâng và thở. Bây giờ mình sẽ hơi đẩy hông về bên phải nhé, nâng cao đùi bên phải lên, nhớ hóp bụng vào và mở hai vai ra, giữ thở nào. Duỗi chân phải ra phía sau, luồn tay bên trái xuống, nằm xuống, đặt vai trái xuống thảm và đưa vòng tay phải ra phía sau nào. Mở vai và ngực ở tư thế vặn thân trên nhá, hóp bụng vào và thở ra. Vai mở, ngực mở và bụng hóp. Vai từ từ mình xoay ra phía sau, hóp giúp bụng nhiều hơn. Rồi,
đặt tay bên phải, chống tay bên trái, giữ nguyên chân phải như vậy, xoay ngang người ra nào. Mình để ý là hai cái đùi mình cân với nhau ở tư thế cánh cửa này. Hai tay sang ngang, nghiêng lườn sang bên phải thở. Sang ngang nào, hít. Đổi bên, nghiêng lườn sang trái thở. Đẩy sang ngang, hít. Chú ý là cái hông và đùi đẩy về đằng trước nhé. Nghiêng và thở hóp vào. Sang ngang, hít. Đổi bên, nghiêng thở bên trái hóp vào. Kéo căng cánh tay phải. Sang ngang, hít. Đổi bên, nghiêng thở hóp vào. Đẩy hai tay sang ngang. Đổi bên, kéo căng cánh tay bên phải hóp vào. Sang ngang, hít. Đẩy hông và đùi lên, nghiêng thở, kéo căng dài cánh tay bên trái, xoay mở vai trái ra nào. Sang ngang, hít. Đổi bên, nghiêng sang bên trái, kéo căng dài tay phải. Bây giờ mình sẽ chống chắc tay bên trái lên nhá, bấm chắc chân bên phải và giúp chân bên trái lên, chồng hai chân lên nhau, đưa tay phải với lên nào, cứng vai và gồng bụng lên nào, hít. Xoay tay xuống thở, để lên nào, hít. Xoay tay xuống thở, để lên nào, hít. Xoay tay xuống thở, lên, hít. Xoay cánh tay xuống thở, lần nữa đẩy lên nào, hít. Xoay tay xuống là thở, đẩy lên. Mình sẽ hơi hạ cái gối này, cái gối vẫn là duỗi chân phải, đẩy đùi lên, đưa cánh tay phải nào xuống thở. Ở tư thế này nó sẽ nhẹ hơn tư thế vừa nãy, đẩy lên. Xoay tay xuống thở, lên nào, hít. Dọc vai, xoay tay xuống thở, hai lần nữa đẩy lên nào, hít. Xoay tay xuống và thở, một lần cuối đẩy lên nào, hít. Xoay tay xuống và thở, rồi đẩy người lên nào, giữ mắt nhìn theo tay nhá, hóp bụng vào, đẩy căng hai đùi lên, đẩy căng phần hông lên, hóp bụng, mắt nhìn theo cánh tay, thở hết đã. Rồi hạ tay xuống, rút chân bên trái nào, co chân phải lên, tay mình sẽ vòng vào đằng trước, để dưới gót chân bên phải, nâng lên và thở, cố gắng lưng đẩy thẳng xuống này, nâng chân phải, nâng lên thở, xuống, hạ vai mềm vai bên trái ra, nâng lên thở hóp vào, xuống này, đẩy lên nâng và thở hóp vào, nhớ vai hạ và lưng thẳng, một lần cuối xuống, nâng lên thở rút bụng hóp vào, đẩy dài lưng, mắt nhìn theo chân nào, hạ hai vai xuống, hóp bụng nhiều hơn và thở hết. Từ từ hạ chân xuống, úp hai lòng bàn chân vào, hai tay đan ở dưới, hít, đổ người hạ thân trên xuống thở, nâng người lên, thả lỏng hai vai và cổ xuống và thở vào, nâng người lên nào, hít, xuống thở hợp vào, một lần nữa đẩy lên, hít, xuống thở hóp vào, thả lỏng hai vai và cổ nào. Đẩy người lên, giữ nguyên chân phải, đưa chân trái vòng ra phía sau để đổi bên, hai đùi tách nhau ra và xuôi hai cổ chân, hai tay sang ngang, nghiêng lườn sang bên trái, hóp bụng, mở vai và đẩy ngực, sang ngang nào, hít. Đổi bên, nghiêng lườn sang phải, mở vai và đẩy ngực, sang ngang nào, hít. Đổi bên, nghiêng và thở, xuôi vai bên dưới, đẩy lên ngang, nghiêng sang bên phải thở, kéo căng dài tay trái. Mình để ý là cái mông mình không bị nhấc nha. Hai tay sang ngang, hít. Đổi bên, kéo căng dài lườn bên phải thở, hóp vào, đẩy ngang, hít. Đổi bên, kéo căng dài cánh tay bên trái, mông trái không bị nhấc. Một lượt nữa, sang ngang, hít. Đổi bên, nghiêng và thở, hóp vào, kéo căng tay phải, mở vai và lồng ngực, duỗi dài tay bên phải ra nhiều hơn. Sang ngang nào, hít. Đổi bên, kéo căng dài tay bên trái, để ý mông bên trái nào, hóp bụng nhiều hơn, mở vai và ngực,
rồi đẩy người lên, chuyển hai tay về đằng trước và quỳ gối ra phía sau, tay mình chống vuông góc, nhổm phần vai lên, xòe rộng lòng bàn tay, chân bên trái bấm chắc chân phải nhá, chân trái mở ngang lên thở, xuống nào, nâng thở, xuống, đẩy lên thở, xuống, mở ngang lên thở, mắt nhìn xuống giữa hai lòng bàn tay, mở ngang thở, xuống, mở ngang lên thở, mắt nhìn giữa hai lòng bàn tay nhé, lên thở, xuống, mở ngang lên thở, hạ, lên thở, một lần nữa, nâng và thở, mình sẽ giữ như vậy, nhổm vai lên và hơi đẩy hông về bên trái, mở cao đùi bên trái lên nào, ho bụng nhiều hơn, duỗi chân trái ra phía sau, luôn tay bên phải hạ phần vai xuống và đưa tay trái từ từ ra phía sau nào, mình nên nắm tay bên phải vào, xoay mở vai bên trái, duỗi dài lườn bên trái, ho bụng và thở ra, chú ý là cái cổ mình không bị gập nhá, rút cái bụng vào thở ra hết nào. Từ từ chống tay bên trái xuống, đẩy người lên, rồi giữ nguyên chân trái, xoay ngang người ra nào. Để ý là cái gối mình vuông góc này, đẩy hông căng về đằng trước, hai tay sang ngang, nghiêng lườn sang bên trái, đừng đẩy hông ra phía sau nhá. Hai tay sang ngang hít, đẩy hông căng về đằng trước, nghiêng lườn sang bên phải, kéo căng dài tay trái, đẩy hông vào mở ngực nào. Sang ngang hít, đổi bên, nghiêng và thở hông vào. Đẩy ngang hít, nghiêng thở hông vào, kéo căng dài cánh tay, mở ngực và mở vai lên. Sang ngang, đổi bên, kéo căng giãn dài cánh tay, đẩy hông về đằng trước đi nào. Sang ngang hít, đổi bên, nghiêng và thở, đẩy hông lên, ho bụng. Sang ngang hít, một lượt cuối, nghiêng và thở, duỗi dài cánh tay, đẩy hông căng, xoay mở vai bên phải, ho bụng nhiều hơn, xuôi vai bên trái xuống, thấp tay xuống hơn nếu được, đẩy sang ngang hít, đổi bên, kéo căng dài tay bên trái nào, đẩy căng hông và mở lồng ngực, ho bụng nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ hạ lòng bàn tay, chắc cứng tay bên phải xuống nhé, ấn chặt chân bên trái xuống, từ từ rút chân phải về đằng trước nào, đẩy tay trái đưa lên, tay xuống dưới thở, lên nào, hít nhìn theo tay, gồng bụng và gồng vai vào thở, đẩy lên nào, hít, thở, lên hít, dọc cánh tay lên, thở, đẩy lên lần cuối hít, xoay xuống thở, hạ cái đùi, hạ cái gối, chéo gối bên phải xuống, đẩy lên tay trái, xuống và thở, vấn gồng vai bên phải lên, đẩy lên nào hít, xuống và thở, ho cái bụng vào, đẩy lên nào hít, xuống thở, ho bụng vào. Hai lần nữa thôi, đẩy lên, hít, thở và ho vào. Một lần cuối, đẩy lên, rút bụng vào và thở. Đẩy lên, dọc vai và dọc cánh tay nào, đẩy hông căng về đằng trước, mắt nhìn theo tay, giữ và thở. Thở hết, rút sâu cái bụng vào, thở ra. Nếu mà cổ mình mỏi nhá, mình sẽ xoay đầu nhìn xuống dưới, cánh tay bên dưới này. Rồi, ngồi mông xuống, rút gập gối bên phải, co gối bên trái, chống năm đầu ngón tay phải, tay trái đỡ bên dưới gót chân bên trái, nâng và thở, để ý vai và lưng thẳng xuống, đẩy lên nâng và thở, xuống hạ, đẩy lên nâng và thở, hạ vai và lưng đẩy lên nào, xuống, đẩy lên nâng và thở, hóp vào, chú ý lưng và vai đẩy lên, rút bụng nhiều nữa, thở ra hết. Rồi hạ chân xuống, chuyển hai cánh tay ra sau, chống gối lên dựng căng gót lòng chân, dựng gót chân, đổ chân sang bên trái thở, về giữa, sang bên phải thở, giữa hết, đổi bên sang trái, về giữa, đổi bên sang phải, về giữa, dựng căng gót lên, sang bên trái thở, giữa hết,
sang phải thở, giữa hít sang trái thở, một lần nữa giữa hít và sang bên phải, duỗi hai chân về đằng trước, hai cánh tay để lên phần mắt cá chân hoặc là tay để chỗ lòng bàn chân, mềm tay xuống thở, nâng người lên hít, đổ người xuống và mềm tay xuống thở, nâng lên nào hít, mềm tay và hõm bụng thở, để lên hít, mềm tay xuống thả lỏng cổ, hõm bụng và thở, một lần cuối đẩy người lên nào hít, mềm tay và hõm bụng thở, giữ nguyên, dựng căng lòng bàn chân lên nhé, 5 4, hạ cằm về cổ, 3 nào, 2, 1, lôi từ từ đẩy người lên, ôm hai gối vào, hạ vai xuống, hơi cúi đầu, thả lỏng hai vai. Bài tập của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Và cái hay nhất của bài tập này là những bạn phụ con gái chúng mình khi đến ngày ấy, cơ thể mệt mỏi mà bụng hơi đau mình vẫn có thể tập luyện được đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Xin chào các bạn.